Lại nói, lúc bây giờ, sau khi giết chết Pháp Hoa Sinh, Trung Nhạc cướp đoạt toàn bộ bí cảnh nguyên thần của Pháp Hoa Sinh một lần. Hắn phát hiện ra một quả nguyên đan. Trung Nhạc lấy ra một cái hộp ngọc, chỉ thấy trong hộp có một quả thần đan. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều thần đan, có loại sẽ kết xuất ra các loại dị tượng, có loại thì có thần quang lượn lờ, có loại thì là bắn ra thần hà. Mà quả thần đan trong hộp ngọc này lại càng kỳ lạ hơn, giống như bảo vật lại không phải là bảo vật, giống như thuốc lại không phải thuốc. Trong thần đan có hư ảnh một tôn thần ma đang ngồi xếp bằng, các loại đồ đằng đại đạo vần quanh, đạo âm mơ hồ từ trong thần đan truyền ra, dược hương xộc vào mũi. Hai tay hư ảnh tôn thần ma trong thần đan kia không ngừng kết xuất các loại ấn pháp, biến hóa khó lường, cực kỳ thâm ảo. Trung Nhạc có chút kinh ngạc hỏi: "Đây là thần đan gì vậy?" Tân Hỏa mượn cặp mắt của hắn quan sát quả thần đan trong hộp ngọc kia, nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói: "À, thứ tốt à, quả thật là thứ tốt mà. Đây là tiên thiên truyền đạo đan, là bảo bối do tiên thiên thần luyện chế ra. Nó một nửa là thần đan, một nửa là truyền đạo. Ta đoán chừng là vị tiên thiên thần nào đưa cho Pháp Chiêu Thần. Bản thân Pháp Chiêu Thần không nỡ dùng, cho nên cấp cho con trai của chính mình. Tiên thiên truyền đạo đan là tiên thiên thần dùng tiên thiên của chính mình luyện chế ra, dung luyện cảm ngộ của chính mình vào trong. Nếu gặp được hậu bối yêu thương, liền sẽ chuyển cho hắn ta, giúp cho hắn từ trong quả thần đan này ngộ đạo, đạt được y bát truyền thừa của hắn ta." Thần hậu nương nương cũng góp đầu tới xem, lên tiếng nói: "Ta cũng từng luyện chế qua tiên thiên truyền đạo đan, cần dùng tới lực lượng bản nguyên và khí tiên thiên của tiên thiên thần. Mà khoan, đợi một chút nào, quả thần đan này tựa hồ có chút không đúng cho lắm." Nàng tinh tế quan sát, sắc mặt ngưng trọng, cười lạnh nói: "Đây không phải là tiên thiên truyền đạo đan, mà hẳn nên gọi là tiên thiên đoạt xá đan thì đúng hơn." "Sao, tiên thiên đoạt xá đan ư?" Tinh thần Trung Nhạc khẽ động, nghi hoặc hỏi: "Lời này giải thích như thế nào đấy?" "Trong quả thần đan này cất giấu ký ức của một tôn tiên thiên thần, đoán chừng là tôn tiên thiên thần nào đó không biết vì sao đã chết đi, vô lực xoay chuyển đất trời, vì vậy mới dung luyện ra hồn phách, ký ức, tinh huyết và khí tiên thiên của chính mình thành quả thần đan này. Không biết vì sao bị Pháp Chiêu Chân đạt được, cho là chân báo." Thần hậu nương nương tỉ mỉ quan sát quả thần đan này, lên tiếng nói: "Luyện hóa hấp thu quả thần đan này sẽ học được công pháp truyền thừa của hắn ta. Trong lúc bất chi bất giác, tinh huyết của hắn sẽ thay đổi cấu tạo nhục thân, ký ức hồn phách của hắn sẽ thay đổi cấu tạo linh hồn. Về sau, khi thí tiên thiên nhập trú, vậy ngươi đã không phải là ngươi nữa rồi. Mặc dù cũng không tới mức trọng sinh trở thành tiên thiên thần, nhưng dù gì cũng xem như là sống lại." Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát thần đan, có chút khó có thể tin nổi hỏi: "Trong quả thần đan này thật sự có một tôn tiên thiên thần đã chết hay sao? Vì sao tôn tiên thiên thần này lại chết đấy? Ai có thể cường đại tới mức ngay cả tiên thiên thần cũng có thể tiêu diệt được đấy?" Sở dĩ Tân Hỏa không nhìn ra mờ ám trong quả thần đan cũng không phải kiến thức của hắn không đủ, mà là hắn mượn dùng cặp mắt của Trung Nhạc để xem. Cảnh giới Trung Nhạc không đủ, nhãn lực thua xa thần hậu nương nương, cho nên Tân Hỏa cũng không nhìn ra huyền cơ ẩn tàng ở trong thần đan. Phải biết rằng, cho dù là giới chủ ngục giới cũng không nhìn ra mờ ám trong quả thần đan này, Trung Nhạc tự nhiên cũng không được. Tiên thiên thần quả thật rất khó giết chết. Trong vô số tuế nguyệt rằng giặc đã qua, tiên thiên thần đã chết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hơn 10 vạn năm trước, ta đã cảm ứng được có từng tôn tiên thiên thần ma lần lượt vẫn lạc. Trên mặt thần hậu nương nương lộ ra thần sắc sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Đoạn tuế nguyệt kia, ngay cả ta nghĩ lại cũng cảm thấy tim đập nhanh, cực kỳ kinh sợ. Ta cảm ứng được ngoại giới tràn đầy lực lượng tà ác mà cường đại. Chiến tranh, tai nạn, hủy diệt thổi quét khắp vũ trụ hồng hoang. Trong thiên địa tràn đầy các loại tâm tình mặt trái, sợ hãi, báo thù, oán hận, oán niệm, giết chóc. Sinh linh vạn vật không ngừng kêu rên tử vong. Từng tôn tiên thiên thần trong từng tràng ác chiến mà tử vong, hồn phi phách tán. Ta còn cảm giác được tính mạng trên từng khóa tinh cầu đồng thời bị dập tắt đi. Vô số sinh linh táng thân, ngay cả hồn phách cũng không còn tồn tại." Tuy nàng không thể rời khỏi tòa cung điện trên không trung kia, nhưng nàng vẫn là cảm ứng được ba động bên ngoài. Trận ác chiến hơn 10 vạn năm trước khiến cho nàng không khỏi sinh ra sợ hãi. Cũng may trận giết chóc kia cũng không có ảnh hưởng tới nơi này. Trung Nhạc cầm khỏa tiên thiên truyền đạo đan này, không biết nên xử trí như thế nào. Tiên thiên truyền đạo đan tuy tốt,
nhưng nếu luyện hóa nó, trái lại bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đoạt xá, thôn phệ linh hồn. Mà truyền đạo đan cực kỳ hiếm thấy, nếu như luyện hóa sẽ có thể đạt được khí tiên thiên của một tôn tiên thiên thần. Thần hậu nương nương vươn ra bàn tay trắng loãng, cười tủm tỉm nói: "Ký ức tàn hồn trong thần đan có khả năng chính là tiên thiên thần đã chết vì tai nạn trong đoạn tế nguyệt kia. Ngươi đưa khỏa thần đan này cho ta, để cho ta xử lý cho. Ta chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi một khỏa tiên thiên truyền đạo đan chân chính." Trung Nhạc đưa khỏa tiên thiên truyền đạo đan cho nàng. Thần hậu nương nương cẩn thận cầm lấy khỏa thần đan, ánh mắt chớp động, thần thức ba động truyền vào bên trong thần đan. "Không cần giả bộ nữa, muốn sống tiếp ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề." Một đạo thần thức cổ lão trong khỏa thần đan kia chợt chấn động, ngôn ngữ tối tăm thâm thúy: "Ngươi cũng là tiên thiên thần, sao lại phá hư chuyện của ta vậy? Ngươi có biết ta là tồn tại đẳng cấp nào không? Tính mạng của ngươi đang ở trên tay ta, đừng làm bộ làm tịch nữa đi. Nếu so sánh cổ lão, ta so với ngươi còn cổ lão hơn rất nhiều." Đạo thần thức trong khỏa thần đan kia trầm mặc một lúc, một lần nữa ba động: "Ngươi muốn biết cái gì?" Xa xa thời điểm thần thông của giới chủ từ trong cái đầu của pháp sinh hoa bay ra, Quân Vô Đạo đột nhiên mở mắt ra. Đợi tới khi nhìn thấy uy năng thần thông của giới chủ mất sạch, mà pháp hoa sinh cũng bị Trung Nhạc một đao chém chết, sắc mặt của nàng thiếu nữ này cũng không khỏi khẽ biến, thấp giọng quát lớn: "Đi mau!" Nàng nhanh chân rời đi. Đám kẻ đi theo cũng vội vàng mà đuổi theo, lên tiếng hỏi: "Vô Đạo sư tỷ, lẽ nào người cũng không thể phá giải được thần thông của hắn ta sao?" Khóe mắt của Quân Vô Đạo khẽ nhảy lên, thấp giọng nói: "Đây cũng không phải, cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ có thể phá giải được thần thông của hắn ta, nhưng mà bên cạnh hắn lại có..." Nàng cũng không tiếp tục nói hết, không phải là nàng không muốn nói, mà là không dám nói. Trong lòng của nàng thầm nghĩ: "Lại có một tôn tiên thiên thần, nàng nữ tử bên cạnh hắn chính là một tôn tiên thiên thần. Hoa văn da thịt của nàng phảng phất như tôn tiên thiên thần mà ta đã nhìn thấy. Hoa văn da thịt đều là văn lộ đồ đằng đại đạo tự nhiên." Thời điểm nàng vừa nhìn thấy thần hậu nương nương, trong lòng đã có chút ngoài ý muốn, mới tinh tế quan sát cho nên sắc mặt khẽ biến. Khi đó nàng có chút hoài nghi, chỉ là trong cổ địa vực thần tàng sao có thể sinh ra một tôn tiên thiên thần được đây? Chuyện này quá kinh thế hãi tục, cho nên nàng chỉ hoài nghi mà thôi. Mà vừa rồi uy năng của thần thông giới chủ đột nhiên biến mất, rốt cuộc khiến cho nàng khẳng định thần hậu nương nương chính là một tôn tiên thiên thần. Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Cho dù ta có thể thắng được huyết cốt tà thần, cũng không có khả năng thắng được một tôn tiên thiên thần. Huống chi ta không có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng huyết cốt tà thần kia. Đây là một kình địch, không cần trực tiếp xung đột với hắn ta." Mặc dù nàng có thể phá giải thần thông của Trung Nhạc, nhưng chiến đấu thực tế cũng chưa chắc đã có thể nhất định giành thắng, cho nên nàng chỉ có thể tuyển chọn rút lui. Trong ngục giới, cường giả đẳng cấp giống như nàng vậy rất ít khi tranh đấu với cường giả có cấp bậc tiêu chuẩn tương đương, bởi vì mọi người trên cơ bản cũng đều có thể tiến vào 10 hạng đầu. Nếu mạnh mẽ tranh đấu với nhau, ngược lại sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí để cho người khác có thể nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi. Lại nói, Trung Nhạc thu hồi toàn bộ bảo vật của pháp hoa sinh, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Quân Vô Đạo đã đi xa, trong lòng thầm nghĩ: "Nữ tử này thật ra rất cơ linh, đáng tiếc vẫn chưa biết được thực lực chân chính của nàng. Có thể chạm trán với những cường giả chênh lệch không nhiều mới có thể nghiệm chứng thực lực của chính mình được, càng tiến bộ thêm một bước được. Đáng tiếc nàng cố kỵ quá nhiều." Hắn thu thập thỏa đáng, xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, bốn người bọn họ rút cuộc cũng đi ra khỏi mảnh đầm lầy này. Thần hậu nương nương quay đầu nhìn lại, phất phất tay giống như đang từ biệt chính mình vậy. Trung Nhạc lướt nhìn nàng một cái, trong lòng có chút nghi hoặc. Trong ấn tượng của hắn, tiên thiên thần, tiên thiên ma đều là tư thái siêu nhiên, cơ hồ không thể có tư thái tiểu nhi nữ. Mà vị thần hậu nương nương này lại không giống như bình thường, đa tình đa cảm, thậm chí còn có lòng sợ hãi nữa. Nàng không giống như tiên thiên thần ma cao cao tại thượng, ngược lại giống như một nàng thiếu nữ phàm gian cơ linh cổ quái hơn. "Nhân tộc Trung Nhạc, trưởng canh đã đợi ở đây rất lâu rồi." Đột nhiên xa xa chợt vang lên một tràng cười lớn. Trung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng thần quang ở xa xa không ngừng lóe lên. Thần quang xây dựng thành ngọc điện quỳnh lâu, giường cột chạm trổ, mái cong ngọc bích vô cùng xa hoa, giống như một tòa thần đình bát ngát bao la hùng vĩ vậy. Đó là dị tượng của cường giả. Chỉ thấy hơn 1000 gã luyện khí sĩ giống như chư thần trong thần đình đang vần quanh xung quanh canh vương gia,
giống như chư thần trong tranh vậy, kẻ nào kẻ nấy cũng đều có tư thái khác biệt. Nhân tộc Trung Nhạc, ngươi quả thật là khó tìm mà. Nếu không phải Pháp Hoa Sinh thông chi cho ta, ta vẫn không biết ngươi đang trốn ở nơi này. Canh Vương Gia cười ha hạ nói, hắn tọa trấn trong tòa thần đình do thần quang hình thành kia. Mặc dù là đang ngồi, nhưng thân thể vĩ ngạn giống như chư thiên chi chủ, khí tức chấn áp thiên địa. Hắn cất cao giọng nói, ta yêu tài thương tài, nể tình tu vi thực lực của ngươi không kém, cũng không để ý tới chuyện ngươi giết kẻ đi theo của ta. Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, tất cả những chuyện cũ trước kia cũng đều bỏ qua. Nghĩ tới ngươi tâm cao khí ngạo, Trường Canh lên ngồi ở nơi này, mặc cho ngươi tới công kích ta. Nếu ngươi có thể bức cho ta đứng dậy, ta sẽ cùng ngươi dập đầu, kết bái kết giao, xưng huynh gọi đệ. Nếu ngươi không thể công kích được ta, ta cũng không ép ngươi, cho ngươi 7 lần cơ hội. Sao? Mặc cho ta tiến công, bức hắn đứng dậy sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn ra. Canh Vương Gia so với Quân Vô Đạo quả thật là tự tin hơn quá nhiều rồi. Không hổ là tồn tại đã từng tranh đoạt giới đế vị với đương kim giới đế. Ý chí bậc này liền hoàn toàn bỏ xa những luyện khí sĩ khác. Thần hậu đương nương lo lắng thiên hạ bất loạn, hưng phấn nhảy nhót, đầu độc Trung Nhạc lập tức động thủ. Mà Ma Tam Thọ thì sắc mặt kịch biến, lướt nhìn Bạch Thương Hải bên cạnh một cái, thấp giọng hỏi, Bạch sao? Bạch huynh, người có thể lặng yên không tiếng động nguyên rủa Canh Vương Gia để cho hắn trúng chiêu hay không? Bạch Thương Hải trợn trắng mắt, có chút lúng ta lúng túng nói, ta cũng không biết chú linh nên dùng như thế nào, đoán chừng không có hiệu quả gì với hắn ta đâu. Trong lúc hai người đang thương nghị, ánh mắt của Canh Vương Gia chuyển động, lướt qua chân người thần hậu nương nương ở bên cạnh Trung Nhạc. Ánh mắt hắn thoáng rời đi, lại đột nhiên chuyển về, sắc mặt đại biến. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời kịch biến. Đột nhiên Canh Vương Gia phóng người đứng dậy, xoay người bỏ chạy quát lớn, đi mau. Hơn 1000 gã luyện khí sĩ nhất thời kinh ngạc, vội vàng xoay người đuổi theo, trong lòng nghi hoặc không thôi. Vương Gia không phải nói là sẽ ngồi đợi tên Trung Nhạc kia tới công kích kê sao? Vì sao Trung Nhạc còn chưa công tới, Vương Gia đã đứng dậy bỏ đi rồi vậy? Trung Nhạc cũng vô cùng nghi hoặc, cao giọng nói, Canh Vương Gia, lúc tới đại khí như thế nào, lúc chạy cũng mạnh mẽ như vậy, Vương Gia, chúng ta lúc nào sẽ kết bái kết giao đấy? Bát bái kết giao ư? Khốn kiếp, ta cũng không phải là bị ngươi bức cho đứng dậy, vì sao phải kết bái kết giao với ngươi đây? Dưới chân của Canh Vương Gia thoáng lảo đảo, bị chọc tức tới mức lỗ mũi phun khói, nhưng dưới chân vẫn không ngừng chạy như bay, sắc mặt vàng như đất, trong lòng thầm nghĩ, tiên thiên thần, nữ tử kia là một tôn tiên thiên thần, gã nhân tộc này không âm hiểm bình thường, không ngờ bên người lại mai phục một tôn tiên thiên thần, nghĩ muốn ám toán ta sao? May mà kiếp trước ta dù gì cũng là vương gia trong thiên cung thiên đình, may mắn từng gặp qua mấy tôn tiên thiên thần, bằng không chính là tự tìm đường chết rồi. Bất quá tôn tiên thiên thần bên cạnh hắn này là từ nơi nào chui ra vậy? Trung Nhạc lướt nhìn thần hậu nương nương bên cạnh mình, trong lòng thầm nghĩ, có vị nương nương này đi theo bên cánh, thật sự uy phong bắt diện mà. Ngay cả tồn tại đẳng cấp như Canh Vương Gia này cũng bị dọa tới mức chạy trốn chết rồi. Không biết lúc gặp mặt giới chủ ngục giới Pháp Chiêu Chân, hắn có can đảm xuất thủ với ta hay không đây? Ở bên ngoài cổ địa vực thần tàng, một đạo thần kiều kéo dài xuyên qua hắc động, liên tiếp thần đình ngục giới. Trong thiên đình, thân thể giới chủ ngục giới quảng đại, chư thần vần quanh, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên khí tức của giới chủ ngục giới chợt sao động, chỉ thấy đám chư thần vần quanh của hắn cũng bị chấn cho không ngừng lơ lên xuống xuống. Từng tôn kêu rên, thân hình cũng đều bất ổn, không khỏi kinh nghi bất định. Thượng Thiên Vương nhìn về phía giới chủ ngục giới, nghi hoặc hỏi, vì sao tâm thần giới chủ đột nhiên chấn động, khó có thể kiềm chế như vậy? Con trai ta đã chết rồi. Trên mặt giới chủ ngục giới lộ ra thống khổ, thở dài một tiếng, thanh âm chấn động vang vọng, thậm chí ngay cả hắc động cũng không ngừng chấn động. Con trai ta bị một bộ khô lâu trong cổ địa vực giết chết rồi, đã chết rồi. Đáng thương, trong hơn 7600 đứa con trai của ta, duy chỉ có Hoa Sinh là được ta sủng ái nhất kìa, bản lĩnh cũng là cao nhất. Vì sao kẻ chết lại là hắn ta mà không phải những đứa con khác đây? Giới chủ ngục giới không khỏi rơi lệ, thở dài một tiếng. Ta tình nguyện dùng tính mạng của hơn 7600 đứa con còn lại đổi lấy tính mạng của hắn ta.
Đáng giận là bộ khô lâu kia lại không cho ta cái cơ hội này. Thượng Thiên Vương khẽ nhíu mày hỏi, là kẻ nào to gan như vậy, ngay cả lệnh lang cũng dám giết đấy? Thiên thính, thiên thí, các người quan sát cổ địa vực, cần phải tìm kiếm ra bộ khô lâu này. Thiên thính, thiên thí đang định theo lệnh quan sát cổ địa vực, nào ngờ giới chủ ngục giới đã thở dài một tiếng nói, không cần, bộ khô lâu này là ai, trong lòng ta đã sớm biết rõ rồi. Trời đất thương xót, thua thiệt ta còn nhìn trúng tài năng của hắn, muốn bảo vệ hắn một mạng, không tới mức bị Bích Thiên Pháp Vương giết chết đi. Ai có thể ngờ được rằng là nuôi hổ thành hóa, ngược lại đã hại chết tính mạng của con trai ta. Lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Bích Thiên Pháp Vương nghe hắn nói vậy, ngoài mặt không khỏi nghiêm nghị, thế nhưng trong lòng lại mừng thầm. Bộ khô lâu mà giới chủ nói này hẳn chính là tên nhân tộc Trung Nhạc kia rồi. Tiểu tử này giết chết thái tử Thạch Vân của ta, ta đã sớm muốn giết chết hắn hạ giận rồi. Tiếc rằng giới chủ lại muốn bảo vệ hắn ta. Hiện tại hắn giết chết con ngoan của giới chủ, tuyệt đối là chạy trời không còi nắng mà. Tả Kim Ngô, ngươi cầm theo sắc lệnh của ta đi xuống địa ngục luân hồi cầu kiến Ngục Hoàng. Lên nói ta có việc muốn nhờ hắn ta, để cho con trai của ta chuyển thế và một xuất thân tốt đi. Kiếp sau ta vẫn còn muốn đứa con trai này. Giới chủ ngục giới vẽ ra một đạo sắc lệnh giao cho thiên tướng Tả Kim Ngô, sau đó lại vẽ ra một đạo sắc lệnh khác nữa, gọi thiên tướng Hữu Kim Ngô lên tiếng nói, người cầm theo sắc lệnh của ta đi tới thiên giới cầu kiến Cư Chân Vương của Cư Phương thần tộc. Liền nói ta muốn nhờ hắn dàn xếp một chút, cầu cho con trai của ta một cái xuất thân Cư Phương thần tộc. Nếu có thể thành, hai nhà chúng ta chính là quan hệ huyết thống với nhau. Thiên tướng Hữu Kim Ngô nhận lấy sắc lệnh, chuẩn bị lui xuống, Thượng Thiên Vương đột nhiên lên tiếng nói, Cư Chân Vương vô cùng xem trọng đối với huyết mạch của Cư Phương thần tộc. Mặt mũi của giới chủ tuy lớn, thế nhưng có bảo đảm Cư Chân Vương có thể để mặt chấp thuận hay không? Thiên Cám, ngươi cầm theo sắc lệnh của ta cùng Hữu Kim Ngô tới đó đi. Giới chủ, chúng ta cùng nhau đứng ra, ta nghĩ Cư Chân Vương sẽ cho chúng ta một phần mặt mũi. Giới chủ ngục giới nói lời cảm tạ. Nỗi đau mất con mặc dù là một chuyện xấu, nhưng thượng vị giả lại có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Nếu Pháp Hoa Sinh có thể chuyển thế vào Cư Phương thần tộc, hắn cũng có thể tạo thành quan hệ với Cư Phương thần tộc. Cư Phương thần tộc là một trong những thần tộc chí cao trong thiên giới, có thể đạt thông đã cái quan hệ này, chỗ tốt chính là vô cùng to lớn. Mà sở dĩ Thượng Thiên Vương cũng lấy ra sắc lệnh cũng là vì muốn đạt thông quan hệ với hắn. Giới chủ định xử trí bộ khô lâu như thế nào đấy? Thượng Thiên Vương nghiêng người qua hỏi. Nếu hắn ta liệt vào 10 hạng đầu của ngục giới, liền cần phải bẩm báo lên giới đế đại nhân rồi, vậy không tiện động tới hắn ta. Giới chủ ngục giới lạnh nhạt nói, cổ địa vực thần tàng hiểm ác như vậy, chết một hai gã luyện khí sĩ cũng không tính là quá mức chứ. Thượng Thiên Vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không tính là quá mức đâu. Mà lúc này trong cổ địa vực thần tàng, trong ca giới, Trung Nhạc dẫn theo Bạch Tương Hải, Ma Tam Thọ và Thần Hậu Nương Nương một lần nữa tiến vào giới này, lập tức lặn xuống tòa cung điện dưới đáy biển kia. Không qua bao lâu, bốn người đã đi tới trước cửa cung điện. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà vội vàng ra đón, mời đám người vào trong cung. Đây là địa phương năm xưa ta đã nghỉ ngơi. Thần Hậu Nương Nương trở lại chốn cũ, nghe được tiếng ca trước đây chính mình lưu lại, tâm tình kích động, có chút hài lòng, mỉm cười nói với Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà, các ngươi có thể đến được nơi này cũng tính là có duyên với ta. Cũng được, các ngươi không cần vội rời đi, ta sẽ lưu lại nơi này chỉ điểm cho các ngươi mấy ngày. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà Trung Nhạc thì trong lòng đại hỉ, vội vàng kéo hai người sang một bên nói lại tiền căn hậu quả một phen. Hai nàng nữ tử nghe được la lịch của Thần Hậu Nương Nương, trong lòng đều vô cùng kinh hãi, lại là thấp thỏm bất an. Trung Nhạc mỉm cười nói, có nàng chỉ điểm các ngươi còn tốt hơn ta gấp trăm lần, các ngươi cứ đi theo nàng tu luyện một đoạn thời gian, tới lúc đó Nương Nương sẽ dẫn các ngươi rời khỏi. Sư ca, còn ngươi thì sao? Khâu Cấm Nhi hỏi. Trung Nhạc mỉm cười nói, ta muốn tranh hùng với chư thiên anh kiệt một phen, 10 cái danh ngạch đầu tiên ta nhất định phải đạt được một cái, cho nên ta không thể lưu lại nơi này, còn cần đi ra ngoài ngoại giới gặp mặt các cường giả của ngục giới một phen.
hắn bị rơi vào trong cốt giới, đã chậm mất thời gian 7-8 năm, tinh quang trên hồn bài cũng không tính quá nhiều. Nghi muốn chen vào 10 hạng đầu, khẳng định là có chút miễn cưỡng, cho nên hắn dự định tiếp tục ra ngoài lịch lãm. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhất định là không thể tiến vào 10 hạng đầu được rồi, có thể giữ được tính mạng đã xem như là không tệ. Bởi vậy, hắn cần phải đánh vào 10 hạng đầu, tranh phong với cường giả các giới, thu lấy cơ hội tiến vào tinh vực tử vi. Sư đệ, phải cẩn thận. Quân Tư Tà quan tâm dặn dò. Trung Nhạc dẫn theo Ma Tam Thọ và Bạch Thương Hải rời khỏi ca giới, lại trở về cổ địa vực thần tàng. Thi đấu ngục giới lần này không thiếu phải đại khai sát giới một lần rồi mới có thể tiến vào 10 hạng đầu được, đạt được một cái danh ngạch. Ngục giới không có người lương thiện, bất quá cao thủ cũng rất nhiều, ta cần phải cẩn thận một chút, tránh cho lật thuyền trong mương nhỏ. Trung Nhạc cho hỏi Ma Tam Thọ, người quen thuộc tình hình trong cổ địa vực thần tàng phụ cận nơi này có đạo tràng của cường giả nào đó hay không? Ma Tam Thọ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nói, Tả Thần sư huynh định tấn công đạo tràng của những luyện khí sĩ khác sao? Việc này ngàn vạn lần không thể, tuyệt đối vô cùng hung hiểm, không kém gì tao ngộ đám cường giả canh vương gia kia đâu. Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc lên tiếng hỏi, lẽ nào xây dựng đạo tràng đều là tồn tại đáng sợ như canh vương gia hay sao? Vậy thì cũng không phải. Ma Tam Thọ thận trọng nói, luyện khí sĩ của ngục giới ta thường thường là mấy chục người hợp thành liên minh, hợp lực đả thông một cái đạo tràng. Mục đích ngoại trừ là đạt được cơ duyên bên trong, còn có chính là muốn nô dịch hạ giới, để cho sinh linh trong hạ giới tế tự triều bái. Nếu gặp phải cường địch tế công, đám luyện khí sĩ này sẽ liền huyết tế ức vạn sinh linh của hạ giới, thu lấy lực lượng huyết tế khủng bố kìa. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra, sao? Huyết tế sinh linh hạ giới sao? Chính là như vậy. Ma Tam Thọ nói, sinh linh của hạ giới nhiều tới mức nào đây? Một lần huyết tế mấy trăm ván, hơn 1000 ván, lực lượng đạt được còn khủng bố hơn so với thần minh, thực lực có thể đạt tới trình độ so với thiên thần. Nếu tế diệt hơn ức sinh linh, đó chính là lực lượng tương đương với thiên thần rồi. Nghĩ muốn tấn công một tòa đạo tràng cực kỳ khó khăn. Tả Thần sư huynh à, người có thể bình định đạo tràng của canh vương gia, chủ yếu là vì canh vương gia không có mặt thôi. Đám luyện khí sĩ kia không dám huyết tế ca giới. Nếu như bọn họ huyết tế ca giới, ngươi liền không dễ dàng như vậy được nữa rồi. Bạch Thương Hải gật đầu nói, ta từng đi theo một gã cường giả tên là Minh Sơn, thực lực vô cùng bất phàm, dưới trướng có 60-70 kẻ đi theo. Minh Sơn đã lĩnh chúng ta tấn công một tòa đạo tràng, kết quả gã luyện khí sĩ thủ đạo tràng kia huyết tế đám sinh linh hạ giới, chỉ trong mấy chiêu đã toàn diệt chúng ta rồi. Ngay cả Minh Sơn cũng bị đánh chết đi, chỉ có một mình ta trốn thoát được. Nghe nói lần đó gã luyện khí sĩ kia đã huyết tế 30 triệu sinh linh của hạ giới kia. Ma Tam Thọ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Sao, Minh Sơn đã chết rồi sao? Bạch Thương Hải gật đầu, ngữ khí yếu ớt nói, đó là đội ngũ thứ tư ta tham gia vào, sau khi Minh Sơn chết rồi đã không còn luyện khí sĩ nào nguyện ý liên thủ với ta nữa kìa. Sắc mặt của Ma Tam Thọ âm tình bất định. Minh Sơn là nhân vật mới quật khởi của ngục giới ta. Ta từng nghe mấy vị pháp vương đề cập qua hắn, nói hắn rất có hy vọng tiến vào 10 hạng đầu của ngục giới, không nghĩ tới. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, lực lượng do huyết tế đạt được dù sao cũng không phải là lực lượng do chính mình thiên truy bách luyện tu luyện ra. Đối phó với những luyện ký sĩ khác ngược lại cũng thôi đi, đối phó với ta liền có chút miễn cưỡng rồi. Tả Thần sư huynh à, không thể khinh địch được. Ma Tam Thọ vội vàng nói, sinh linh hạ giới nhiều tới mức vô cùng vô tận, thời khắc không ngừng huyết tế có thể khiến cho chủ nhân đạo tràng thời thời khắc khắc đều có được lực lượng tương đương với thiên thần, thực lực đáng sợ tới cực điểm. Mạnh mẽ tấn công đạo tràng chính là tự đi tìm chết kìa, không bằng vẫn là đi chung quanh một chút đi, tìm đám luyện khí sĩ lạc đàn kìa. Trung Nhạc lắc đầu nói, hiện làm gì có luyện khí sĩ lạc đàn dạo chơi bốn phía ở đây, không cần nhiều lời, dẫn ta tới tòa đạo tràng gần đây nhất đi. Các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, nếu đạt được chỗ tốt gì ở trong những đạo tràng này liền đều có phần của các ngươi. Ma Tam Thọ bất đắc dĩ chỉ đành đi phía trước dẫn đường. Trôi qua mấy ngày, ba người đi tới bên ngoài một tòa đạo tràng, chỉ thấy sơn thế nhấp nhô chập trùng,
giống như 8 con ngọa long tương liên. Một tòa cung điện đứng sừng sững ở trung tâm sân mạch 8 con ngọa long, từ xa nhìn lại giống hệt như một cái đầu rồng vậy. Nhưng có chút kỳ quái chính là tòa cung điện này nhìn từ bất luận phương vị nào cũng đều giống như là đang đối mặt với cái đầu rồng vậy. Nơi này là đạo tràng của Thanh Phong. Thực lực của Thanh Phong không thua kém gì Minh Sơn, cũng là luyện khí sĩ có hy vọng tiến vào 10 hạng đầu. Ma Tam Thọ nói: Tả thần sư huynh, tòa đạo tràng này của hắn gọi là Bát Long Bá Thủ Cung. Cả 8 con đường đều có cấm chế, trong cấm chế đều có thần ma, là thần ma sinh ra trong cấm chế, cần phải cho gã cấm thần này ăn no mới có thể thông qua được, bằng không nhất định sẽ chết trong cấm chế này. Vì đã thông tòa đạo tràng này, luyện khí sĩ dưới trướng của Thanh Phong tử thương thảm trọng. Bất quá sau khi đã thông Bát Long Bá Thủ Cung, hắn dẫn người trấn thủ nơi đây, nghe nói thúc giá cũng từng đánh chủ ý tòa đạo tràng này, dẫn người tới công, kết quả cũng là bị giết sạch mà về kìa. Truyền thừa cùng lai lịch của thúc giả kinh người, thực lực cực cao, là tồn tại tể danh với Lệ Thiên Hành, Pháp Hoa Sinh, Quân Vô Đạo. Thanh Phong dựa vào nơi này, không ngờ có thể khiến cho thúc giả không thể không rút đi, quả thật là rất cao. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát nói: Các người lưu lại nơi này, ta đi xem một chút vậy. Hắn cất bước đi về phía một cái hạp cốc ở trong đó, chỉ thấy vách núi hai bên thông đạo cao chót vót, khắp nơi trên vách đá đều là phong cấm do các loại văn lộ đồ đàng hình thành. Phong cấm đã sinh ra linh, trong trận pháp sinh ra tà thần, được gọi là cấm thần. Nếu như có ai tiến vào thung lũng ở dưới vách núi, liền sẽ bị đám cấm thần này vơ vét tài sản, đòi hỏi huyết thực, nếu như không cho sẽ trực tiếp bị ăn tươi. Hơn nữa, đám cấm thần này giết cũng giết không chết, khẩu vị lại lớn, hiến tế một hai gã luyện khí sĩ căn bản không đủ để cho bọn chúng thỏa mãn. Bởi vậy, nghi muốn đả thông một tòa đạo tràng thường thường đều là tử thương thảm trọng, trừ phi thực lực thật sự mạnh mẽ mới có khả năng giết qua. Bất quá, luyện khí sĩ đẳng cấp này đã ít lại càng ít. Kha kha a a, lại có mỹ vị đưa tới cửa. À không, không ngờ lại là một bộ xương khô. Trên người đừng nói một hai lượng thịt, ngay cả một sợi gân cũng không tìm ra. Từ trên vách đá đột nhiên nhảy xuống một tôn cấm thần, toàn thân dơ bẩn, khuôn mặt màu chàm, răng nanh lộ rõ ra ngoài, lao thẳng về phía Trung Nhạc. Hắn cười khằng khặc nói: Bất quá, mấy ngày nay ta đang định đổi chút khẩu vị đấy, gặm xương cũng được. Hắn bay lên giữa không trung phóng người đánh xuống. Đột nhiên, trong cặp mắt của Trung Nhạc chợt bắn ra hai đạo quang mang, biến thành một con long, một con dao, cắt một cái ở trên không trung, cắt đứt ngang eo tôn cấm thần kia, chính là thần thông Long Dao Tiễn. Tôn cấm thần kia hét lớn một tiếng, hai khúc thân thể bay lên, rơi vào trong vách đá, biến mất không thấy đâu nữa. Long Dao Tiễn mà Phong Ngữ Trung sáng tạo ra, mục đích chính là để cắt mọi cấm chế phong ấn. Đồ đàng phong ấn trên vách núi cũng nằm trong số đó. Môn thần thông này lại lập được công lớn. Phong Hiếu Trung thực sự là thiên nhân mà. Hai quầng sáng lại vào trong mắt của Trung Nhạc. Trung Nhạc cảm thán: Khi Phong Hiếu Trung truyền thụ cho Trung Nhạc môn công pháp này, hắn vẫn là thông thần cảnh, chỉ hơn Trung Nhạc một cảnh giới, nhưng thần thông sáng tạo ra thực sự đạt trình độ tinh tế đến cực hạn. Trong toàn bộ những luyện khí sĩ gặp thì Canh Vương Gia là người duy nhất phá được Long Dao Tiễn. Nhưng thuật nghiệp có chuyên công thần thông cho Trung Nhạc đi theo con đường khác Phong Hiếu Trung. Thần thông của Phong Hiếu Trung chú trọng chi tiết, còn của Trung Nhạc tuy không tinh tế bằng Phong Hiếu Trung, thế nhưng uy lực lại chỉ hơn chứ không kém. Có môn thần thông Long Dao Tiễn này, cứ thế lao tới là được rồi. Trung Nhạc lao về phía trước, cứ thế tiến thẳng. Trong một thông đạo của Bát Long Cung có tới 48 tòa cấm chế trận pháp. Trong mỗi một tòa cấm chế trận pháp đều sinh ra một vị cấm thần sách nhiễu đòi hỏi luyện khí sĩ vào Bát Long Bá Cung. Có tấm chắn tự nhiên này, đạo trường của Thanh Phong đương nhiên là sẽ vững như núi. Trong Bát Long Bá Cung cũng có không ít cơ duyên, trong đó có một cái ngọc trì bán kính hơn một trượng. Phía trên hồ có thạch trung nhũ, mỗi 1-2 năm mới có một giọt linh dịch màu trắng sữa chảy xuống dưới hồ. Trong hồ có khoảng một nửa hồ linh tương màu trắng sữa chứa đầy linh tính. Linh tính ở đây còn đậm đặc hơn so với Thiên Đình Ngọc Lộ, giá trị đương nhiên cũng cao hơn, có thể dùng để trợ giúp đột phá cảnh giới, cũng có thể nâng cao tư chất ngộ tính. Vì thế linh tính trong hồ có thể bổ sung cho sự thiếu sót đồ đằng đại đạo, do đó nó có tên là đạo dịch. Chỉ là đạo dịch quý giá, ngọc chỉ không lớn, đạo dịch không hề nhiều chút nào. Nửa hồ đạo dịch này là tích lũy,
của không biết bao nhiêu vạn năm mới thành, cho dù là Thanh Phong cũng không nỡ dùng. Mỗi lần chỉ lấy một cốc nhỏ, còn ban thưởng cho những kẻ đi theo thì càng tính theo số giọt. Luyện khí sĩ có công mới được ban cho một giọt. Ngọc trì đạo dịch chỉ là một số trong các cơ duyên. Các cơ duyên khác tuy không bằng ngọc trì đạo dịch, thế nhưng cũng không phải tầm thường. Trong đó tốt nhất chính là một đạo tiên thiên chi khí, có lẽ là còn sót lại của thượng cổ truyền thừa giả khi mở ra hạ giới. Nhưng những bảo vật này đều bị Thanh Phong chiếm giữ, các luyện khí sĩ khác đừng mong mà chạm tay vào. Ta mấy năm nay không ngừng khổ tu, có tiên thiên chi khí, cũng có ngọc trì đạo dịch, tu vi cảnh giới tiến bộ rất lớn. Quan trọng nhất vẫn là ngọc trì ở trong đạo dịch bù đắp cho những thiếu sót trước đây của ta. Vẫn nói lịch tiến hành, pháp hoa sinh, giỏi thế này thế nọ, nếu ta xuất quan chưa chắc đã thua kém bọn họ. Hôm nay Thanh Phong tỉnh dậy khỏi quá trình bế quan, cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tu vi thực lực vượt xa trước kia, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Hắn tự lẩm bẩm nói: chỉ là đạo tiên thiên chi khí này rất khó luyện hóa, nhưng ta cũng đã luyện hóa được một hai phần. Có bảo vật này, ta còn sợ ai nữa đây? Hắn xuất quan cười khẩy nói: lần trước thúc giá tới tấn công bá cung của ta, mất một số thực thể là biết khó mà lui. Nếu giờ hắn còn dám tấn công bá cung của ta, ta có thể khiến cho hắn có tới mà không có về. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng huyên náo, một luyện khí sĩ chạy lại gọi lớn: Thanh Phong sư huynh, có luyện khí sĩ tấn công bát long bá cung chúng ta rồi, đang phá cấm kìa. Giờ tới tầng cấm chế thứ 3 rồi, có cần xuống hạ giới giết một số sinh linh tế tự phòng vạn nhất hay không? Thanh Phong nghe vậy không khỏi mừng rỡ cười nói: bát long bá cung của ta có 8 con đường, mỗi đường có đến 48 tầng phong cấm, mỗi tầng đều có cấm thần trấn thủ. Hắn chỉ vào tầng thứ 3, còn xa, không phải hoảng loạn. Để ta đi xem kẻ đó là ai rồi tính nào. Luyện khí sĩ đó sáng mắt lên cười: sư huynh lần này xuất quan thực lực chắc chắn tăng mạnh. Thanh Phong tiến về phía trước, định ra trước cung điện xem kẻ nào xông vào đạo trường. Nghe vậy khá tự đắc cười: sao, ngươi cũng thấy sao? Xem ra bản lĩnh của ngươi cũng có tiến bộ không vừa. Lần này ta xuất quan đã đủ lòng tin, cho dù không huyết tế sinh linh hạ giới cũng có thể tranh cao thấp với thúc giá lịch tiến hành bọn họ được. Ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Đương nhiên canh vương gia thì ta không bằng rồi, nhưng cùng lắm cũng chỉ thua kém một chút mà thôi. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên lại có một tên luyện khí sĩ khác từ dưới ngoài cung chạy vào gọi lớn: Thanh Phong sư huynh, đại sự không hay rồi, tên luyện khí sĩ kia đã xông qua 23 tầng phong cấm rồi. Thanh Phong giật mình: sao, 23 tầng phong cấm sao? Sao có thể nhanh như vậy được? Kẻ đó rốt cuộc là ai? Lẽ nào canh vương gia dẫn quân tới tấn công sao? Không phải canh vương gia, mà là một bộ xương khô, nghe nói tên là huyết cốt tà thần. Luyện khí sĩ kia vội vàng nói: huyết cốt tà thần ư? Thanh Phong khó hiểu nhìn. Luyện khí sĩ kia nói: thời gian qua sư huynh bế quan nên không biết huyết cốt tà thần. Tên này nghe nói là sinh linh của hạ giới, không biết thế nào mà ra khỏi hạ giới, rất cừ, không ít luyện khí sĩ đã chết trong tay của hắn ta rồi. Thì ra là sinh linh của hạ giới. Hạ giới chẳng qua là một đám sinh linh thấp hèn. Có lẽ cấm thần thấy hắn là bộ xương khô nên mặc cho hắn đi qua, thế nhưng cũng không thể không đề phòng. Thanh Phong thở phào dặn dò: các ngươi tới tỉnh giới của bá cung ta, huyết tế sinh linh tỉnh giới trợ giúp cho ta, để ta trừ bỏ cái tên huyết cốt tà thần này. Hai luyện kỳ sĩ kia lĩnh mệnh, lập tức nhảy vào một cái ngọc tỉnh ở trong cung. Hai người rơi xuống nước, chỉ thấy nước lồi sóng một chút, hai người biến mất, họ đã vào hạ giới của bá cung rồi. Thanh Phong tiếp tục tiến ra ngoài, đột nhiên lại có một tên luyện khí sĩ khác chạy tới, từ xa đã kêu: sư huynh, đại sự không hay rồi, huyết cốt tà thần đã vượt qua 48 tầng phong cấm, đang lên trên núi rồi. Tới rất đúng lúc. Thanh Phong cười ha hả, khí tức bạo phát, hét lớn. Tất cả luyện khí sĩ nghe lệnh, lập tức bố trận. Ta muốn xem tên huyết cốt tà thần này có bao nhiêu bản lĩnh đấy. Không cần bố trận, việc gì phải phiền phức như vậy. Đột nhiên một luồng dao động tinh thần bí ẩn truyền vào trong đầu của Thanh Phong, biến thành tiếng sấm rền. Thanh Phong hoa mắt, cảm thấy thức hải thần hồn điên đảo. Giọng nói đó mang sức mạnh của lục đạo luân hồi, ẩn chứa thần thông lục đạo luân. Tiếng nói vọng tới lập tức khiến cho nguyên thần của hắn như rơi xuống địa ngục luân vậy. Muốn ám toán ta sao?
không dễ như vậy đâu. Ta cũng tu thành lục đạo luân, không phải dựa vào cơ duyên, mà là dựa vào thực lực bản thân, khai khởi lục đại nguyên thần bí cảnh kia. Thanh Phong hét lớn, phía sau đầu hiện ra 6 quầng sáng. Tuy hắn không nghịch khai ngũ luân, thế nhưng đều mở được lục đại nguyên thần bí cảnh. Các quầng sáng chuyển động, tiêu trừ lục đạo luân hồi thần thông trong giọng nói của Trung Nhạc. Đúng lúc này, bên ngoài điện, một vầng mặt trời từ từ bay lên cao. Bên trong là một ánh lửa xung thiên, thần hỏa thần quang tạo thành một con kim ô ba chân đỉnh thiên lập địa. Kim ô giang cánh, đột nhiên vỗ cánh, lao xuống, oanh một tiếng, xông vào trong bá cung. Thần quang như rừng cháy, nhấn chìm cả bá cung. Đạo ý đáng sợ đó ập tới, hung mãnh như kim ô, đạo ý ngập trời, ác liệt tựa kim ô, đem theo mặt trời, nóng bỏng lao tới. Đây chính là đệ nhất thức của Trảm Thần Tam Thức Nhật Diệu. Cao thủ! Thanh Phong căng thẳng, tâm niệm vội động, tế tiên thiên chi khí mà hắn có, đó lấy thần đao đang chém tới. Ta đánh giá thấp ngươi rồi, vốn tưởng ngươi là sinh linh hạ giới, không ngờ thần thông của ngươi lại tinh diệu như vậy. Xem ra ngươi không sinh ra từ hạ giới, mà là luyện khí sĩ ngục giới xuống hạ giới rồi. Nếu không, không thể nào lại có thần thông với uy năng như vậy được. Nhưng dù ngươi mạnh thì ta vẫn mạnh hơn ngươi. Thần thông hai bên lao vào nhau, toàn thân của Thanh Phong chấn động, loạn choạng lùi về phía sau. Nhưng Thái Dương thần đao cũng bị đánh trở lại nguyên hình. Kim ô ba chân biến mất, biến thành một thanh thần đao. Thanh Phong chăm chú nhìn ra ngoài điện, chỉ thấy một vầng mặt trời khổng lồ chắn ở cửa điện, còn to hơn Bát Long Bá Cung. Thuần hạ cháy rừng rừng, trong ánh lửa có một thân ảnh cầm thần đao chậm rãi đi ra. Thân hình được tạo thành từ ngọc cốt màu kim, sau đầu là 6 quầng sáng, một vị bàn cổ thần nhân ngồi trong lục đạo, 6 cánh tay nâng lục đạo luân. Bộ xương ngọc cốt kia mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề, khiến cho mặt đất rung chuyển không thôi. Lục đạo luân hoàn chỉnh sao? Đồng tử của Thanh Phong co lại cùng hét lớn. Tất cả luyện khí sĩ nghe lệnh, kết trận. Ta đã nói là không cần rồi. Trung Nhạc tiếp tục tiến tới, tinh thần dao động. Họ đã chết rồi. Thanh Phong vội nhìn quanh, chỉ thấy những luyện khí sĩ đi theo mình đều đứng yên như gỗ tại chỗ, không động đậy. Trên người của họ không có bất cứ vết thương nào, thế nhưng nguyên thần đã tan rã, nguyên thần đã tử vong. Tuy hắn đỡ được nhật diệu của Trung Nhạc, thế nhưng các luyện khí sĩ khác thì không. Một chiêu đó của Trung Nhạc không phải nhằm vào hắn, mà là với các luyện khí sĩ khác trong bá cung. Khi Thanh Phong để lùi đao của hắn, thì các luyện khí sĩ kia đều đã trúng đao, nguyên thần bị chém chết. Thế tử, mau, mau thế tử! Thanh Phong chán toát mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng. Hai người theo hắn đang đều ở tình giới, giết sinh linh ở đó để huyết tế cho hắn. Nhưng thời gian ngắn như vậy, chắc hẳn hai người đó vẫn đang chuẩn bị tế tự. Vị huynh đài đấy, ngươi muốn gì? Mọi thứ ta đều có thể cho ngươi. Thanh Phong đảo mắt vui vẻ nói. Ngươi tới đây chắc chỉ muốn giết các luyện khí sĩ khác, đoạt vị trí thập cường. Giờ ngươi giết bộ hạ của ta, có thêm mình ta cũng không nhiều, thiếu một mình ta cũng chẳng ít được bao nhiêu. Ta cho ngươi toàn bộ bảo bối, mọi người vậy là cho qua cũng phải rất vui vẻ hay sao? Trung Nhạc tiếp tục tiến tới. Thanh Phong chán toát mồ hôi lạnh, đột nhiên cười khẩy nói. Ta cũng không phải chỉ có hư danh. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Hai ta lưỡng bại câu thương thì chỉ lợi cho các luyện khí sĩ khác thôi. Vừa nói tới đây, đột nhiên hắn cảm nhận được năng lượng hùng hồn từ tỉnh giới chuyển tới. Năng lượng đó giúp tu vi thực lực của hắn tăng vọt. Nghĩ chắc chắn đã bắt đầu huyết tế, cũng to gan hơn, hắn cười ha hả. Ta nể mặt ngươi, nhưng ngươi không cần. Giờ đừng có trách ta, ngươi chết đi. Uinh! Khí thế của hắn bùng phát, thần quang chói lòa, cao lớn tựa như một vị thần. Pháp lực cuồng bạo biến thành các đạo thần thông khủng bố tấn công Trung Nhạc. Thần thông giống như một mũi dùi khổng lồ, đầu nhọn hoắt, phía sau to dần. Hắn cầm trong tay xuyên qua hư không, đâm về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc tung ra hai đạo đao quang, biến thành hắc bạch thái cực đồ, chuyển động điên cuồng. Hắc bạch thái cực đồ và mũi dùi đâm vào nhau. Trung Nhạc hự lên một tiếng, bị năng lượng khủng bố của cây dùi đánh bay, uỳnh uỳnh mấy tiếng, đổ mấy bức vách, bị bay vào trong đại điện, đập vào mấy cây cột đồng mới dừng lại. Cây cột đó cũng bị hắn đâm cong. Cùng lúc này, trong hắc bạch thái cực đồ bay ra vô số đao khí, giống như vạn long bay lượn, nhấn chìm Thanh Phong. Sau khi đao khí bay qua, thì Thanh Phong ngây người đứng tại chỗ, đột nhiên nhục thân nguyên thần tan rã, trên mặt đất chỉ còn lại một đống thịt vụn. Đây chính là đệ tam thức của Trảm Thần Tam Thức, Trảm Đạo.
hắc bạch thái cực đồ à một tiếng tan đi, biến thành hai đạo lưu quang bắn về phía sau, chui vào trong tòa đại điện của Trung Nhạc. Một lúc sau, Trung Nhạc đi ra khỏi đại điện, xương gãy trên người đang không ngừng tái sinh, tiến về phía tàn thi của Thanh Phong. Huyết tế chúng sinh hạ giới quả như lợi hại, chỉ là dựa vào sức mạnh của thiên thần, nhưng tâm cảnh tu vi của ngươi lại không theo kịp. Kiến thức tầm mắt của ngươi và cả kinh nghiệm chiến đấu, thần thông đều mới chỉ là cảnh giới hiện tại của ngươi mà thôi. Trung Nhạc bước qua từng miếng thịt, tinh thần lay động. Dựa vào sức mạnh tử tế tử thì vẫn không phải sức mạnh của bản thân ngươi. Vị sư huynh đấy, ngươi đi sai đường rồi. Linh tính trong huyết nhục của Thanh Phong đã tiêu biến, nguyên thần tử vong, hồn phách cũng đã được dẫn xuống địa phủ, không thể trả lời nữa. Ồ, đây là một đạo tiên thiên chi khí sao? Chẳng trách lại đã được Thái Dương thần đao của ta. Trung Nhạc tìm kiếm trong nguyên thần bí cảnh của Thanh Phong, phát hiện không ít bảo bối, nhưng phần lớn đều không có tác dụng mấy với hắn. Chỉ có đạo tiên thiên chi khí còn có thể coi là bảo vật không tồi. Hắn cũng có một đạo tiên thiên chi khí là Thái Âm chi khí, được Nguyệt Thần tặng. Đạo Thái Âm chi khí đó Trung Nhạc vẫn chưa tế luyện, mà dùng để bồi dưỡng linh của Lục Mục Tinh Thiềm. Đạo tiên thiên chi khí này của Thanh Phong chắc do hậu thổ nương nương bỏ đi khi thử nghiệm lục đạo luân hồi. Nó là tiên thiên khôn sĩ chi khí, màu vàng đất, vô cùng nặng. Chỉ là Thanh Phong vẫn chưa luyện hóa hết nên uy lực còn hạn chế. Nếu như phát huy hết uy lực của đạo tiên thiên khôn sĩ chi khí này thì rất khủng bố đấy. Trung Ngạc nghĩ rồi lắc đầu. Không phải đối thủ của ta. Tâm cảnh của hắn đã đạt tới thần cảnh, căn bản không thuộc một đẳng cấp với Thanh Phong. Cho dù Thanh Phong có sức mạnh lớn hơn thì cũng không thể thắng được hắn. Bá cung chống hoa chống hoác, chỉ còn lại các nguyên thần bí cảnh. Đó là bí cảnh của những luyện khí sĩ chết dưới tay hắn. Những luyện khí sĩ này nguyên thần tử vong, thế nhưng nguyên thần bí cảnh không sụp đổ. Nhìn từ xa là những quầng sáng lơ lửng trên mặt đất vô cùng nổi bật. Nguyên thần bí cảnh ở đây quá nhiều, tìm kiếm từng cái một thì quá mất thời gian. Vẫn là để Bạch Quynh và Ma Tam Thó tới tìm kiếm đi, ít nhiều cũng cho họ chút lợi lộc. Trung Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt bắn tinh quang. Hai tia sáng bắn về hướng Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đứng ở bên ngoài bá cung. Hai đạo tinh quang bắn tới trước người họ, biến thành hình long giao tiễn, dẫn hai người đi qua 48 tầng phong cấm, tiến về bá cung. Các vị cấm thần trong 48 tầng phong cấm dần dần muốn hành động, nhưng thấy long giao tiễn thì chẳng một ai dám động đậy, cứ dương mắt nhìn hai người họ đi qua. Trong bá cung, Trung Nhạc quét tinh thần lực tìm kiếm xung quanh, đột nhiên quỷ hỏa trong mắt sáng bừng, tiến tới nghĩ bụng. Một tòa ngọc chỉ sao? Linh tương trong đó hình như rất cao cấp thì phải. Không lâu sau, hắn tới bên cạnh tòa ngọc chỉ, chỉ thấy các cột thạch nhũ lơ lửng ở phía trên, trong đó ẩn chứa tiên thiên đồ đằng văn, ngưng tụ thiên địa linh lực, chiết xuất thiên địa linh lực thành tinh hóa. Đó chính là cái gọi là tạo hóa trung thần tú. Là đạo dịch còn cao cấp hơn cả thiên đình ngọc lộ. Nếu dùng thứ bảo vật này sẽ có lợi rất lớn đấy. Một giọt là có tác dụng thần kỳ. Chuẩn bị một ít coi như luyện thành bất tử chi thân, nhục thân bất tử, vô cùng đặc biệt. Tân Hỏa thông qua mắt của hắn nhìn ngọc trì, nói trong thức hải. Đây chính là bảo bối tiên thiên thần luyện chế ra. Tiên thiên thần ăn gió uống sương, không dính khói bụi, thần dược tầm thường cũng không dùng, uống cũng rất cầu kỳ. Đây có lẽ là nơi chứa nước uống của hậu thổ nương nương. Không đúng, không đúng rồi. Đây hình như là hồ dùng để tắm vậy. Chắc chắn hậu thổ nương nương từng tắm ở nơi đây. Sao? Hồ dùng để tắm ư? Trung Nhạc kinh ngạc. Dùng đạo dịch để tắm sao? Như vậy quá xa xỉ rồi thì phải. Không phải Thanh Phong từng uống nước tắm này đấy chứ? Hắn thầm nghĩ bụng. Không lâu sau, Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ lên báo cung, nhìn thì đều kinh hãi. Chỉ thấy vô số cỗ thi thể đứng đó, mỗi một cái tư thế đều khác nhau, không một ai sống sót. Bản lĩnh của Trung sư huynh càng ngày càng lớn rồi. Bạch Thương Hải định thần lại. Hắn biết rõ sự cường đại của Bát Long Cung, Bá Cung. Dù sao hắn cũng đi theo Minh Sơn tới đây, tận mắt chứng kiến Thanh Phong đánh chết cả Minh Sơn và mấy chục luyện khí sĩ khác cực kỳ cường hãn. Mà Trung Nhạc lên núi mới trong thời gian ngắn, Thanh Phong đã bị giết rồi. Thực lực của Trung Nhạc đúng là đã tới mức hắn không với tới được. Ma Tam Thọ lại càng chấn kinh. Thúc Dạ cũng từng tới đây, kết quả trở về trong tả tơi, thuộc hạ đi theo cũng chết không ít. Thúc Dạ là một trong những luyện khí sĩ đỉnh cấp nhất của ngục giới.
tuyệt đối có thể lọt vào 10 người mạnh nhất kìa. Đây không phải nói thực lực của tà thần sư huynh còn cao hơn nhiều so với thúc giả hay sao? Hắn vốn là bị Trung Nhạc uy hiếp, sau đó Trung Nhạc không đề phòng hắn bỏ chạy thì hắn cũng không dám bỏ chạy. Còn giờ hắn không hề có ý bỏ chạy mà còn thấy đi theo Trung Nhạc cũng không tồi. Hai người nhìn nhau, lập tức bắt đầu tìm kiếm trong các nguyên thần bí cảnh, tất cả đều có thu hoạch lớn. Một lúc lâu sau, hai người tìm hết toàn bộ các luyện khí sĩ, ai cũng bội thu vô cùng hài lòng. Ta nghe nói Thanh Phong còn có một bảo vật tên là Ngọc Trì Đạo Dịch cũng rất quý giá. Lần trước thúc giá tới tấn công nơi này chính là muốn đoạt lấy nó kìa. Ma Tam Thọ ánh mắt lay động, phấn khích nói: không biết Ngọc Trì Đạo Dịch ở chỗ nào đấy? Hai người tìm tới Ngọc Trì thì không khỏi sững người. Thấy bên trong Ngọc Trì là một bộ xương khô đang nằm đầu gối lên bờ, thân hình chìm trong đạo dịch, chính là đang ngâm mình. Tam Thọ khóc ròng không ra nước mắt. Huyết cốt tà thần lại dùng đạo dịch mà biết bao nhiêu người mơ ước để mà tắm ư? Còn gì tàn bạo với thiên vật hơn vật này đây? Hắn chỉ hận không thể nhớ lên chỉ thẳng vào mũi Trung Nhạc mà mắng mà chửi. Đương nhiên tiền đề là bộ xương này phải có mũi. Chất vấn hắn tại sao lại dùng đạo dịch để mà tắm? Đạo dịch là dùng để uống, là để luyện hóa, vậy mà hắn lại tắm ư? Thế có còn phương pháp gì không đây? Còn thiên lý không đây? Đương nhiên suy nghĩ của hắn cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Ma Tam Thọ cười trừ nói: Cái đó tà thần sư huynh, thân thể của huynh chắc chắn rất sạch sẽ đúng không? Cho dù ta có uống một ít nước tắm của huynh cũng không có gì đáng ngại đúng không? Trung Nhạc ngẩng lên nhìn hắn, tinh thần dao động nói: cốt giới bọn ta từ trước tới giờ không có cái gọi là tắm. Đây là lần đầu tiên ta tắm từ khi sinh ra ở cốt giới thế này. Tính thì cũng 100 năm rồi. Ma Tam Thọ mặt mũi đen sì, bộ xương không tắm 100 năm, vậy thì nước tắm của hắn có còn dám uống hay không đây? Người cũng xuống đây tắm một chút đi. Trung Nhạc lên tiếng mời. Ma Tam Thọ rất muốn thế nhưng lại không dám, ngượng ngùng nói: đợi huynh tắm xong ta dùng đạo dịch còn lại tắm. Tùm. Bạch Thương Hải nhảy xuống, nước bắn tung tóe. Ma Tam Thọ đau lòng vạn phần kêu lên: tiểu tổ tông Bạch Trạch Thị của ta ơi, ngươi cẩn thận một chút đi. Đây là đạo dịch, không phải nước lã đâu. Ngươi bạo tàn với thiên vật như vậy, cẩn thận chờ đánh chết ngươi kìa. Wow, thoải mái quá đi. Bạch Thương Hải vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm thấy người vừa chìm xuống, năng lượng tinh thuần chạy vào trong từng kẽ chân lông, đưa hết mọi tạp chất trong cơ thể, cả trong nguyên thần ra, tất cả đều ra ngoài. Cho dù là những vết thương cũ cũng được chữa lành cả. Huyết dịch xương cốt, cốt tủy của hắn không ngừng được luyện lại, giúp cho khí huyết của hắn càng thêm hùng hậu. Thậm chí những nơi nhục thân và nguyên thần không luyện được cũng tăng tiến không ít. Không chỉ vậy, còn cả các loại đồ đằng văn trong cơ thể cũng được đạo dịch nuôi dưỡng, không ngừng kết hợp lại thành những đại đạo quy tắc phù hợp với thiên địa hơn. Nếu tập hợp thành thần thông thì chắc chắn uy lực sẽ càng mạnh hơn. Đồ tốt, đúng là đồ tốt mà. Đạo dịch quả nhiên dùng để tắm mà. Bạch Thương Hải kêu lên, cảm thấy nguyên thần chú linh của hắn cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng của đạo dịch. Chú linh cũng đang không ngừng trưởng thành. Tam Thọ, ngươi mau xuống đây đi, nếu không năng lượng trong đạo dịch sẽ bị bọn ta tắm hết bây giờ. Lúc ấy ngươi khóc cũng không khóc được đâu. Bạch Thương Hải cười nói, mà Tam Thọ muốn xuống nhưng lại sĩ diện, ngập ngượng nói: ba người chân trong một cái hồ tắm thì còn ra thể thống gì nữa đây? Để các ngươi tắm xong thì ta tắm vậy. Trung Nhạc cũng hấp thụ năng lượng đạo dịch, hắn ở dưới Ngọc Trì lâu nhất, lợi ích có được cũng nhiều nhất. Nói cũng lạ, đạo dịch này chỉ nuôi dưỡng xương cốt và nguyên thần cho hắn chứ không có nhục thân. Đến lúc này hắn vẫn chưa luyện lại được nhục thân. Nhục thân của hắn trốn trong lục đại luân hồi của hắn. Chỉ vì lục đại luân hồi đại đạo chưa viên mãn, vẫn còn khiếm khuyết nên không tìm được nhục thân. Giờ trong Ngọc Trì đạo dịch, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đạo dịch đang nuôi tư nhuận cho nhục thân của hắn. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc rồi nghĩ: đạo dịch có thể bù đắp sự thiếu sót của đồ đằng. Lục đại luân hồi đại đạo của ta chưa luyện thành, chưa biết chừng có thể dựa vào sự thiếu sót này. Cho dù không luyện thành cũng có thể mượn đạo dịch tìm xem rút cuộc nhục thân của ta chỗ nào ở trong lục đại luân hồi. Mỗi sinh linh trong cơ thể đều có một tòa lục đại luân hồi hoàn chỉnh, chỉ là có người mở được nguyên thần lục đạo, có người không mở được mà thôi. Trung Nhạc đã kiểm chứng được nhục thân của mình ở trong nguyên thần lục đạo, chỉ là vẫn chưa tìm được, mà giờ hắn đang có cơ hội.
hắn tĩnh tâm cẩn thận cảm ngộ, tìm kiếm vương vị của nhục thân trong lục đạo. Đồng thời bản cổ thần nhân trong đạo nhất bí cảnh cũng đang không ngừng biến đổi ấn pháp, mượn tác động thần kỳ của đạo dịch để hoàn thiện lục đạo luân hồi, đại đạo thật viên mãn. Một lúc lâu sau, đột nhiên thân thể Trung Nhạc thay đổi, từ xương cốt trở lại thành cơ thể bình thường. Nhục thân của hắn cuối cùng cũng tìm lại được, hơn nữa còn dung hợp với xương cốt của hắn. Bạch Tương Hải giật mình, suýt nữa nhảy lên khỏi ngọc trì, kêu lên: "Trung huynh, tắm không mặc quần áo à?" Trung Nhạc bối rối, đột nhiên thân thể chấn động, nhục thân lại biến mất, trở lại bộ xương. "Vẫn chưa được, tuy thời gian nhục thân xuất hiện dài hơn rồi, thế nhưng vẫn không thể dung hợp cả hai loại thân thể là một được. Nhưng tại sao ta lại cảm nhận được một luồng năng lượng khác ở trong nhục thân của ta như vậy?" Trung Nhạc cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi thời gian nhục thân xuất hiện tuy không dài, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong nhục thân của hắn có một luồng năng lượng khác cực kỳ cường đại. Tuy không bằng bản thân của hắn, thế nhưng cũng không tầm thường. Hơn nữa, luồng năng lượng đó cho hắn cảm giác rất quen thuộc. "Đó là năng lượng của ta." Trung Nhạc bỗng bừng tỉnh. "Khi ta bị chuyển vào cốt giới, biến thành bộ xương yếu đuối, nhưng nhục thân của ta không hề bị biến mất đi. Năng lượng trong nhục thân cũng không biến mất đi. Tu vi và pháp lực kiếp trước của ta, bao gồm cả nguyên thần, hồn phách và linh đều vẫn còn cả, đều ở trong nhục thân của ta.